chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin tài chính sáng nay của Báo Thanh Hóa. Giá vàng hôm nay 15 tháng 6 trên thị trường thế giới ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau chuỗi 4 tuần giảm. Trong nước, giá kim loại quý này ổn định ở mức 76,98 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng trong nước tiếp tục giao dịch ở mức 76,98 triệu đồng một lượng, ghi nhận chuỗi 7 ngày ổn định kể từ khi các ngân hàng Agribank, BIDV, Viettinbank, Vietcombank và công ty SGC bán vàng cho người dân sau khi mua vàng trực tiếp từ ngân hàng nhà nước. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SGC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 74,98 triệu đồng một lượng mua vào và 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng miếng thương hiệu đồ gì tại khu vực Hà Nội đang mua vào ở mức 74,98 triệu đồng một lượng và bán ra mức 76,98 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua và bán ra ở mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Các ngân hàng Việt Vietcombank, Việt Agribank và BIDV đang bán vàng miếng với giá 76,98 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng thương hiệu P&G đang neo mức 74,98 triệu đồng một lượng và 76,98 triệu đồng một lượng. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý SGC đang lần lượt là 75,5 triệu đồng một lượng và 76,98 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới tăng với vàng giao ngay tăng 8,3 USD lên 2.332,8 USD một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.348,4 USD một ounce, tăng 7,7 USD so với dạng sáng qua. Vàng đảo chiều tăng trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần khi được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu giảm, ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau 4 tuần khi dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy áp lực giảm giá nhẹ giúp thúc đẩy tâm lý lạc quan rằng việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể sắp diễn ra. Trong những tuần gần đây, thị trường vàng đã chứng kiến những biến động lớn trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất thay đổi mạnh mẽ. Mặc dù vậy, theo chiến lược gia về vàng Josh Milling Stanley của State Street Global Advisor, kim loại quý này vẫn được hỗ trợ tốt, ngay cả khi Fed ngần ngại đưa ra quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, chuyên gia này nói rằng vàng vẫn là tài sản hấp dẫn khi thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, và ông không coi việc Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất là trở ngại đáng kể với vàng. Milling Stanley giải thích, dù Fed chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất, nhưng người đứng đầu Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới này đã nói rõ tại sự kiện diễn ra vào giữa tuần này rằng Ngân hàng Trung ương không có ý định tăng lãi suất một lần nữa. Chuyên gia này nhấn mạnh, cuối cùng Fed cũng sẽ phải bước vào giai đoạn nới lỏng khi kinh tế suy thoái. Trong bối cảnh hiện tại, Milling Stanley dự báo giá vàng sẽ dao động trong phạm vi từ 2.200 đến 2.500 USD một ounce trong nửa cuối năm nay. Phạm vi giá này đã tăng so với phạm vi dự báo trước đây là 1.900 USD đến 2.200 USD ounce của các chuyên gia State Street. Ông cho rằng những lo ngại liên quan đến xung đột Nga-Ukraine vẫn còn, lo ngại bất ổn xung quanh các cuộc bầu cử cùng bất ổn kinh tế sẽ tiếp tục hỗ trợ vàng trong nửa cuối năm nay. Những tháng đầu năm, nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao do lo ngại bất ổn địa chính trị và kinh tế, cũng như hoạt động bổ sung vàng liên tục của các ngân hàng trung ương đã đẩy giá vàng tăng liên tục đưa giá vàng giao ngay lên mức cao kỷ lục là 2.449,89 USD một ounce vào ngày 20 tháng 5. Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới neo ở mức 2.332,8 USD một ounce, tương đương gần 71,6 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa thuế phí. Tranh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 5,38 triệu đồng một lượng. Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất gần 7 tuần phiên giao dịch vừa qua khi các nhà giao dịch đặt cược vào việc cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay. Theo đó, Fed, sau khi quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách bắt đầu từ ngày 12 tháng 6, cho biết lạm phát đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây nhưng vẫn neo ở mức quá cao. Tuyên bố kèm theo từ Ngân hàng Trung ương chỉ ra rằng các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất so với chỉ một lần, nhưng không ai mong đợi cắt giảm nhiều hơn hai lần. Trong khi đó, bốn nhà hoạch định chính sách của Fed lại cho rằng họ không mong đợi việc cắt giảm lãi suất xảy ra trong năm nay. Một báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 14 tháng 6 cho thấy, chỉ số giá sản xuất giảm 0,2% trong tháng 5 sau khi tăng 0,5% trong tháng 4. Điều này đã đi ngược lại so với dự đoán của các nhà kinh tế với mức tăng 0,1%. Báo cáo cũng cho biết, tốc độ tăng giá sản xuất hàng năm đã chậm lại còn 2,2% trong tháng 5 so với mức điều chỉnh tăng 2,3% trong tháng 4. Các nhà kinh tế đã dự đoán tốc độ tăng trưởng giá sản xuất hàng năm sẽ tăng từ mức 2,2% được báo cáo ban đầu trong tháng trước lên mức 2,5%. Một báo cáo khác từ Bộ Lao động Mỹ cũng cho thấy giá nhập khẩu đã giảm 0,4% trong tháng 5, theo sau mức tăng 0,9% trong tháng 4. Trước đó, các nhà kinh tế đã dự kiến giá nhập khẩu sẽ tăng 0,1%, trong khi đó báo cáo cho thấy giá xuất khẩu giảm 0,6% trong tháng 5, sau khi tăng 0,6% trong tháng 4. Các nhà kinh tế dự kiến giá xuất khẩu sẽ không thay đổi so với mức tăng 0,5% được báo cáo ban đầu trong tháng trước. Ngoài ra, theo báo cáo riêng của Đại học Michigan, chỉ số tâm lý người tiêu dùng đã giảm xuống 65,6 trong tháng 6, sau khi giảm xuống mức 69,1 trong tháng 5. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng chỉ số này sẽ phục hồi lên mức 72. Về mặt lạm phát, báo cáo cho biết kỳ vọng lạm phát trong tháng 6 không thay đổi ở mức 3,3%, cao hơn mức 2,3 đến 3%, -3 trong hai năm trước đại dịch Covid-19. Trước đó, tại cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng giữ nguyên lãi suất cho đến khi nền kinh tế gửi tín hiệu rõ ràng rằng cần phải điều chỉnh chính sách tiền tệ. Chỉ số DXY có thời điểm tăng đạt mốc 105,81 vào khoảng giữa phiên giao dịch cuối vào khoảng giữa phiên giao dịch buổi sáng, nhưng sau đó đã giảm nhẹ và chốt phiên giao dịch ở trên mốc tâm lý quan trọng là 105,5. Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 15 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 4 đồng, hiện ở mức 24.249 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên, hiện ở mức 23.400 đồng mua vào và 25.450 đồng bán ra. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Vietcombank mua vào 25.191 đồng, bán ra 25.461 đồng. Vietinbank mua vào 25.229 đồng, bán ra 25.461 đồng. BIDV mua vào 25.230 đồng, bán ra 25.460 đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin tài chính sáng nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.